xong em cho các bạn xem này chưa? Tí chị giới thiệu xong đấy nha. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với cái chương trình phát sóng trên kênh Diện Trần Online vào thứ ba hàng tuần. Ngày hôm nay chủ đề là tự học Diện Trần, giúp các bạn có những cái khái niệm cơ bản nhất về Diện Trần và giúp các bạn, những người mà không có thời gian để mà đến một cái lớp học Diện Trần ở một cái địa phương, ở một cái địa điểm nhất định, mà các bạn có thể ngồi ở nhà, các bạn có thể ngồi ở chỗ làm, các bạn có thể ở bất kỳ đâu, nhưng mà các bạn cũng có thể tự mày mò, khám phá, tìm hiểu, nghiên cứu xem là cái phương pháp Diện Trần là như thế nào, vì sao lại có thể không uống kháng sinh mà vẫn giúp cho con mình hết ho, hết sổ mũi, hoặc là tự giúp mình những cái vấn đề như là đau đầu rồi bị cảm, mà các bạn không phải lo lắng là phải chạy đi ra tiệm thuốc tây để uống thuốc mới hết, bằng những cái dụng cụ rất là đơn giản, bằng những cái cách làm rất là thô sơ và ai cũng có thể làm được. Có ngay cả là khi các bạn chẳng có gì, chỉ có đôi bàn tay này thôi, có tay này thôi, các bạn cũng có thể làm được. Vậy thì hôm nay cái nội dung của bài của tuần trước á, chương trình này thứ ba này, nội dung chủ đề tự học Diện Trần phát sóng vào chiều thứ ba hàng tuần, thì đến hôm nay là buổi thứ hai, và cái nội dung của ngày hôm nay thì mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu về cái bộ dụng cụ mà cơ bản nhất mà các bạn là một người tự học Diện Trần có thể sắm cho mình ở nhà, tự xem trên các live stream hoặc là tự học trên YouTube. Các bạn có thể có những cái đồ để làm cho mình. Và đây là một trong những cái câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc khi mà các bạn có inbox, các bạn comment, các bạn hỏi nhiều lắm. Các bạn hỏi xem là, hoặc là mọi người nói rằng cho tôi một, bán cho tôi, hoặc là cho tôi, giới thiệu cho tôi, tư vấn cho tôi một bộ dụng cụ cơ bản nhất của Diện Trần. Thưa với các bạn là mình cũng đã từng làm những cái video clip như thế này hướng dẫn trên YouTube rồi, nhưng mà đó là một cái bộ full mà có thể nói rằng là đầy đủ các cái tính năng cho một người mà các bạn thỏa sức là sáng tạo, hoặc các bạn có thể là giống như một bộ dụng cụ chuyên nghiệp ấy. Các bạn không những chăm sóc cho bản thân mình, thay đổi những khi mà mình chán cái này thì mình lại có những cái dụng cụ kia, nó cùng cái tính năng như thế, nhưng mà nó lại được thiết kế theo một cái kiểu khác để mình đỡ nhàm chán. Và một cái nữa là mọi người có thể chữa bệnh cho nhiều người khác nhau. Đấy, vì mỗi một người lại là phù hợp với một cái cơ địa khác thì mình lại thay đổi dụng cụ. Thế hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái chị Tập Cẩm Nang. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn, không những giới thiệu một bộ cơ bản, và mình sẽ giúp các bạn làm sao phân biệt được là những cái dụng cụ nào thì nó có tính năng giống như nhau. Ví dụ mình có cái này rồi thì mình cần phải lấy cái kia không, đúng không ạ? Thế đấy là cái câu hỏi mà các bạn rất hay gặp. Các bạn có nghe rõ không ạ? Các bạn nghe rõ không ạ? Ok, và bộ dụng cụ cơ bản thì thực ra là mình đã từng ngồi nghiên cứu rất là kỹ và đã soạn ra cái tài liệu là tờ Cẩm Nang Diện Trần bỏ túi như thế này này. Và ở cái mặt sau á, cái mặt sau tờ Cẩm Nang này thì mình có hình ảnh của 22 cái dụng cụ cơ bản của Diện Trần. Thực ra này, các bạn có thể follow cái bộ này, nhưng các bạn cũng có thể chỉ cần thêm một chút kiến thức nữa thôi thì các bạn có thể tự lọc ra cho mình. Các bạn không cần hết cả 22 bộ này. Và khi mình tư vấn cho các bạn tự học cũng thế, thì mình cũng đều chỉ ra rõ cho các bạn rằng là cái nào là cần thiết nhất. Và thường thì mình sẽ hỏi luôn là cái vấn đề các bạn quan tâm là gì. Các bạn ví dụ như có những người chỉ quan tâm đến chữa đau nhức thôi, cho mẹ thôi, thì mình sẽ hướng các bạn đến những cái dụng cụ phù hợp với chữa đau nhức. Có những bạn thì quan tâm đến chữa cho con nhỏ, rồi có những bạn thì tự học, tự chữa để tự trải nghiệm và muốn rằng là mình có thể giúp đỡ được nhiều người xung quanh. Thì khi các bạn tự làm cho mình rồi, các bạn thấy hiệu quả rồi, thì các bạn rất muốn mua thêm những dụng cụ khác để những người xung quanh gặp cái vấn đề gì thì mình dùng được cái dụng cụ mà nó đặc sắc nhất, đặc trưng nhất, hoặc là nó chữa cái căn bệnh đó, cái ca đó là phù hợp và hiệu quả nhất. Thì trong mình sẽ giới thiệu với các bạn từng món một nhé. Các bạn chờ mình một chút. Có bao nhiêu bạn đang theo dõi nhỉ? Em nhỉ? Có bao nhiêu bạn đang theo dõi live?
Ok. Ok. Chút 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 chút. Các bạn có nhìn rõ cái bộ dụng cụ này không ạ? Bộ dụng cụ bạn nào có tờ cẩm nang này thì các bạn đều 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 được xem rất là rõ cái bộ dụng cụ này. Trong này thì mình có ghi này, cái cây đầu tiên, cái dụng cụ đầu tiên cũng là cái dụng cụ cơ bản nhất. Và cái que giò ấy thì nó cũng là một trong những cái dụng cụ xuất hiện đầu tiên trong đi cùng với lịch sử diện trần. Mà đầu ban đầu thì cái dụng cụ diện trần nó được làm bằng không phải là que giò bằng inox như thế này mà được làm bằng thủy tinh, nhưng sau đó thì dùng cũng bị rơi và bị vỡ đấy, vỡ vụn đấy. Thế cho nên là thầy giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Vô Châu thầy có thay đổi chất liệu và cho đến bây giờ thì nó kéo dài, nó đẹp, cái dụng cụ nó bền đến tận bây giờ là mình dùng dùng cái dụng cụ inox như thế này. Cây đầu tiên là que giò inox, thì thực tế nó là cái cây này, đây là một trong những cái cây mà dùng trong thủ pháp gạch mặt của diện trần, dùng cấp cứu ngất xỉu đấy, là ta gạch toàn bộ da mặt. Và cái động tác này thì ai cầm cái cây này lên là cũng có thể biết làm rồi. Và đây là một trong những dụng cụ các bạn cơ bản, vì ta cái đầu giò này ta dùng rất nhiều, vừa giò vừa day vừa làm rất nhiều các thủ pháp, và đây là một trong những cái kỹ thuật mà ta dùng liên tục. Có những vấn đề mà ta chỉ cần dùng que giò không thôi là đã đủ rồi. Tại sao lại còn có cả cái đầu này nữa? Thì hướng dẫn các bạn một cái này, những cái kia, những cái dụng cụ khác ấy, thì các bạn sẽ có những cách dùng tương đương. Chẳng hạn như là cái sao chổi to đâu em nhỉ? Có không? Ta có rất nhiều những cái dụng cụ mà có đi kèm cái đầu giò này, nhưng mà cái cây này nó gắn liền với cái hình ảnh và của diện trần, và nó là một cái cây đôi khi ta chỉ cần dùng một cái giò này thôi. Cái cây này ta gọi là cây giò day, một đầu giò một đầu day. Vì cái đầu này nhỏ hơn này cho nên ta có thể dò tìm những cái điểm đau trên mặt đấy. Với một cây này thôi là ta chữa đủ thứ bệnh rồi. Đôi khi các bạn chỉ cần trong túi, các bạn đi đâu các bạn cũng bỏ một cái cây này thôi, cấp cứu vấn đề gì hoặc đi đâu bị đi tàu xe bị xây sẩm mặt mày, ta cũng có thể gạch mặt, gạch gạch những cái đoạn, những cái lực mạnh và gạch khắp mặt như này đấy, ta áp dụng với thủ pháp gạch mặt. Rồi cái đầu này, nếu như đầu này là giò thì đầu này là day. Ví dụ có những cái vị trí, ví dụ như ở vị trí cằm này, hoặc là vị trí đầu nhân trung này, hoặc là những cái vị trí ở hai bên lỗ tai này, là những cái vị trí mà khi các bạn mệt đấy nó giúp mình tăng lực. Thì khi các bạn mệt thì các bạn có thể là dùng đầu đầu này cũng có thể day được, đầu này ta cũng có thể day được. Nhưng với một số trường hợp thì khi các bạn chạm cái đầu này mà mình thấy đau quá thì mình có thể chuyển cái đầu này nó êm hơn, và đầu này phù hợp với con nít nữa. Hay con nít dùng đầu này nó không có bị đau hoặc bị khó chịu. Nhưng mà để đi sâu vào huyệt thì cái này thì nó mới hiệu quả nhanh, tức thì hơn. Thì ta cứ ấn giữ thế này, ấn giữ là một cách, hoặc là ta day tròn đều que giò như thế này. Đấy, có những cách như vậy. Hai cái đầu này ta đều làm được như nhau nhé, các bạn nhớ nhé. Nhưng mà để làm cái thủ pháp gạch mặt trong cấp cứu ngất xỉu ạ, thì ta dùng cái đầu này. Hoặc bất kỳ khi nào các bạn gặp cái cơn đau nào đó thì để giảm đau cũng là cái cây giò day này, đầu này giúp các bạn giảm đau này. Các bạn ví dụ các bạn bất kỳ cơn đau nào đi, đau dạ dày hoặc là đau bụng mà đang đau quằn quại, đau tê tái, hoặc là các bạn mới hôm vừa rồi mình có học viên bị bạn ấy đi xe 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 buýt mà không quen đấy, và bạn ấy bị say say xe và nằm lê lết một chỗ vậy đó, thì mình dùng cái đầu giò này mình gạch khắp mặt thế này, mình cứ gạch. Và có những video clip cụ thể để hướng dẫn các bạn cách để các bạn giúp các bạn thực hiện cái thủ pháp này nhé. Các bạn dò trên trên search trên Google là thủ pháp hoặc là kỹ thuật gạch mặt trong diện trần thì nó sẽ có một số cái clip hướng dẫn, mà các bạn tìm đến cái clip nào mà có chính thầy Tổ Bùi Quốc Châu á, thì các bạn có thể gắn thêm chữ Bùi Quốc Châu vào cái phần tìm kiếm thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái thủ pháp này. Đấy là cái giò day nhá. Rồi cái dụng cụ tiếp theo là giọt mưa đúng không nhỉ? Giọt mưa, giọt sương đúng không? Giọt mưa thì là cái cây này. Giọt sương là cây này, hai cây này có khác nhau một chút, giọt mưa ngắn hơn giọt sương. Đấy, thì hai cái này là hai cái thủ pháp
một cái là thủ pháp, một cái là dụng cụ thuộc âm, một cái là dụng cụ thuộc dương. Giọt mưa thì là dụng cụ thuộc âm, sâm là âm và ấn là dương. Một cây này kỹ thuật dùng để sâm, sâm để làm tan tiêu. Đấy, những cái u cục, u biếu hoặc là những cái nơi mà nó nổi cộm đấy. Đấy, nó gồ ghề. Thế là những cái nơi mà bị tập trung khí hoặc là huyết nó ứ, bị ứ đó, ách tắc ở đó mà nó không thông được á. Đấy, thì ta dùng cái cây sâm này để ta sâm trực tiếp lên những cái khu vực bị u, bị cục đó. Hoặc là có những cái vấn đề về nội tạng, các bạn có sỏi, đấy, có sỏi rồi có u á, ở bộ phận nào bên trong cơ thể thì ta sẽ dùng cái sâm này, ta sâm lên những cái phần đấy, những khu vực phản chiếu của các cái cơ quan nội tạng đó ở trên mặt của mình. Hoặc các bạn có thể sâm trực tiếp. Thì đây là cây sâm mứt gừng. Đây là cây nhất dương chỉ. Đấy, thủ pháp để làm cây này là thủ pháp ấn tê. Cây này cũng giảm đau rất hay, rồi làm sáng mắt. Và các bạn có thể là dùng trong cái kỹ thuật mà vô chiêu cộng với nhất dương chỉ. Tức là ta dò toàn bộ, nó có hai đầu, thì đầu này đầu dò cơ bản. Mình có thể dò toàn bộ điểm đau. Sau đó thì ta dùng đầu ấn tê này. Ta ấn tại chỗ, ấn một lực rất nhẹ vừa phải, không ấn mạnh. Thì nó giống như là ta được tiêm một mũi tiêm ấy. Thì nó y như thế, khi ta ấn trên da thế này thì cái đầu ấn tê này y như là cái kim tiêm nó đâm vào sâu. Như cái này thì nó không có làm thủng da. Đấy, nhưng mà nó cho mình cái cảm giác tê ấy, y như vậy. Và cái cây này là cái cây mà làm tăng cái khí dương, làm giảm đau rất là mạnh. Đấy là cây giọt xương nhá. Cây này mình đã từng chữa cho một ca của chị, quên mất tên chị bệnh nhân rồi. Chị bị đi đầu gối đau mà đi không lên xuống cầu thang được ấy. Nhưng mà chỉ một lần thôi, ấn đúng một huyệt 197 ở đây, phản chiếu của đầu gối, thì chị có thể đi lên đi xuống cầu thang được. Và chỉ chữa hôm sau thêm đúng một lần nữa. Và cái này mình hướng dẫn và chị có thể tự làm được. Đấy, và chị mua sách Diện Trần ABC và dụng cụ về mà chị tự làm. Đấy là ba cái dụng cụ đầu tiên mình vừa mới hướng dẫn với các bạn. Với những dụng cụ còn lại thì mỗi cái dụng cụ ấy nó đều tương ứng với một cái kỹ thuật tác động lên trên bề mặt da khác nhau. Những cái kỹ thuật mà đơn giản nhất của Diện Trần, bây giờ mình nói kỹ thuật thì các bạn sẽ tìm được những cái dụng cụ tương ứng với nó. Cái kỹ thuật đầu tiên là dò. Dò thì tất cả những cái đầu như thế này đấy, ta gọi là đầu dò nhé. Dò này, rồi đến dây này, đúng không ạ? Thì đầu này ta có là đầu dây này. Cái này ta cũng dây được này. Cái đầu to của cây sao chổi này. Hết sao chổi ta, sao chổi lớn lên không? Sao chổi này. Đấy, những cái đầu to này các bạn có thể dùng dây. Đầu này ta cũng có thể dây được. Bất kỳ một cái đầu dụng cụ nào, cho dù là một que tăm, các bạn vót nhọn và làm tròn nhẵn cái đầu đi. Một cái đầu tròn nhẵn đấy. Nhỏ to gì cũng được, nhưng mà nhỏ bằng tầm này. Theo những nghiên cứu nhá, và đã làm trên thực tế rồi, thì tầm như thế này thôi. Một cái đầu que tăm, que tre gì đó, các bạn que tre đi, các bạn vót nhọn nhỏ như vậy này. Đấy. Và hoặc là đầu đũa cứ tròn này, nhẵn này và nhỏ này là ta đều có thể dùng để dây ấn được trong Diện Trần, theo như Diện Trần ha. Cái này là cây sao chổi này, có mặt ở số 4, dụng cụ số 4 trong bộ cơ bản nhé. Cây này dùng để làm cái kỹ thuật 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết nhé, trên mặt này. Thì đây cũng là những cái kỹ thuật mà nhiều bạn yêu thích nhất, bởi vì thứ nhất là đơn giản dễ làm, và nó còn giúp cho các bạn tăng cái sức đề kháng và cái tăng cái khả năng miễn dịch trong cơ thể mình lên mỗi ngày. Đấy, với những người mà có nhiều bệnh này, hoặc với những người mà ví dụ như mất ngủ triền miên kinh niên ấy, thì các bạn ấy chỉ cần dùng làm một cái động tác này thôi. Các bạn tự xem cái clip hướng dẫn về, hoặc là những cái buổi sau mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng từng cái dụng cụ này một, thì các bạn sẽ biết cách làm. Và cái này là cái mà có thể tăng cái khả năng đề kháng và miễn dịch một cách tự nhiên nhất. À, chính là cái cây này nhé. Nó có dụng cụ của Diện Trần đều có đầu âm và đầu dương. Thì đây là đầu dương, đây là đầu âm. Dương tụ, âm tán. Đấy, tuân theo quy luật như vậy. Cây số 5 là cây búa. Đây là cây búa. Thì đây là dụng cụ giúp thực hiện cái kỹ thuật gõ trong Diện Trần. Gõ những giống như cái tín hiệu Morse ấy, 0101 quãng nhất quãng ấy các bạn. Đấy, trong cái tín hiệu về, thì cái vị trí mà mình đang làm đây này, mỗi khi mà các bạn bị ho, bị viêm họng, các bạn có thể dùng cái búa này gõ vào đây. Đây là cái dụng cụ búa gõ mà rất là hiệu quả, và rất nhiều người dùng rồi. Đấy,
đây là một cái gợi ý hay ha, cho cái kỹ thuật này là dùng cho ho nhanh, hiệu quả và nhiều người đã dùng và thành công. Đấy, các bạn có thể áp dụng. Cái vùng này là cái vùng phản chiếu của cái họng, cổ họng, khí quản. Đấy, cái đường đi từ miệng, cái đường hô hấp đường đi từ miệng xuống cái phổi, nên là ta sử dụng xung quanh cái khu vực này. Thì ta dùng cái búa này, thì đây là cây búa nhỏ. Cây búa nhỏ này có thể dùng để gõ trên mặt, có thể dùng ở gõ các cái khớp, đầu khớp này. Đấy, giúp máu huyết lưu thông và để giống như ta ra tín hiệu, tác động tín hiệu vào cái nơi bị bệnh để đưa cái tín hiệu đó trực tiếp lên não, và não điều chỉnh bệnh, ta điều chỉnh đưa cái tín hiệu thần kinh xuống và cho ta ra cái tín hiệu ra là ta bớt bệnh hay là ta giảm bệnh ha. Búa nhỏ rồi này, ta đến cào hai đầu. Cây cào hai đầu có không em? Có cây cào hai đầu không? Trong này á, các bạn nhìn này, có trong cái phần cẩm nang ấy, ta thấy có cây cào là một, có cái dụng cụ ta có thể xếp vào chung theo kỹ thuật nhé. Như nhau thì có cây cào, trong này có xương cá, ta cũng dùng để ủi. Cào ủi hơi khác nhau một chút, thế nhưng mà tính năng nó cũng giống giống, gần giống nhau. Tức là nó làm tan đi, làm xua đi, làm tan đi cái điểm đau. Cây cào này thì có tính năng hay hơn nữa là nó làm thư giãn thần kinh. Đấy, thư giãn thần kinh dễ chịu. Và hầu hết các bạn mà làm đẹp ấy, trong diện chẩn ấy, hoặc là chữa những cái vấn đề về căng thẳng thần kinh ấy, thì ta đều dùng cái cây cào này vào lúc bắt đầu của cái liệu trình điều trị. Tức là ta dùng để cào thư giãn da đầu này, tác động lên trực tiếp lên vỏ não này. Đấy. Thì cào toàn bộ da đầu này, ta có thể chia cái toàn bộ cái vỏ não của mình này thành 5 luống, giống như 5 luống cày đấy. Cái này giống như cái cày, cái cuốc, cái bừa của nhà nông ấy. Thì ta chia ra làm 5 đường cầy, ví dụ đây là đường một đường này, ta cào chừng 10 lần. Sau đó hai đường hai bên. Đấy, hai đường hai bên ta cũng cào làm 10 lần. Rồi hai đường hai bên nữa là chỗ phần mang tai sang, ta cũng cào làm 10 lần. Và bên dưới đó là phần trên, phần dưới này, phần dưới, phần đằng sau gáy ta cào ngược từ dưới gáy ta cào lên giữa đỉnh đầu. Thì cái động tác mà cào đưa vào giữa đỉnh đầu này, tức là dương tụ âm tán, thế là ta đưa vào giữa này tụ lại, thì cái chiều của cái cào đó nó cũng giúp ta khiến ta làm cho tăng dương lên hoặc là tán ra ngoài. Đấy, thì là thuộc âm. Đấy là cái cách cào, đây là cây cào. Cây cào này bệnh nhân mà đến mà gặp những bạn mà làm trị liệu diện chẩn thì các bạn cào thứ này một tí thôi là giảm đau đầu đến 50%, thư giãn. Đấy, rất là dễ chịu. Các bạn ở nhà các bạn có thể tự làm với cái cây cào này, mỗi khi hoặc là những cái bạn làm văn phòng á, mình có thể tự làm những cái lúc mà các bạn nghỉ giải lao vài phút. Đấy, chứ không liên tục làm việc chừng 2-3 tiếng thì các bạn nên đứng lại đi lại, đúng không ạ? Thì thay vì đứng lên đi lại thì các bạn có thể ngồi tại chỗ, các bạn có thể cào toàn bộ da đầu. Đấy là cây cào nhá, giống như ta thể dục vậy đấy, vận động toàn cơ thể. Tiếp theo cây cào thì trong này có một số cái dụng cụ nữa các bạn có thể thay thế cây cào, nhất không nhất thiết là cứ phải cây cào đâu. Thì ở đó, trong đó có cái dụng cụ là con bọ nhỏ này, rồi cái cây xương cá này thực ra để ủi thôi chứ ta cũng không thay thế được. Cây này em lấy cho chị một cái cây lược tiên nhé. Còn lược tiên không nhỉ? Cây này nhiều bạn hỏi là có thay cây cào được không, thì thực ra cây này gọi là cây xương cá lớn, nó nằm ở mục số 13 đó, dụng cụ số 13. Đây các bạn nhìn thấy không? Cái dụng cụ này thực ra là để khi thầy cho ra đời cây xương cá này là vào tháng 1 năm 2015. Thì lúc đó là mình đang học khóa nâng cao 134 diện chẩn. Thì lúc đó thì thầy có phát minh, thầy có sáng kiến đưa ra cái cây này để ủi đi cái điểm đau sinh huyệt, mà không ngờ là nó hiệu quả của nó là tắc lự luôn. Ví dụ như là điểm đau ở nhất là cổ gáy vai, thì bữa đó là thầy Châu đưa ra cây này là cả lớp thực hành tìm điểm đau bằng chày dây. Cái cây chày là cũng là một dụng cụ không thể thiếu nhé, bởi vì chữa cổ gáy vai ấy, những cái phần trên cơ thể, những cái phần thịt này, thì cái này nó còn hơn cả cái ngón cái của mình. Những người massage trị liệu thì dùng ngón cái đấy, đẩy cơ, đấy là mềm cơ,
bằng cái ngón cái này, tức là cái ngón cái này phải làm việc rất nhiều, ngón cái, ngón trỏ, sau đó mới đến những ngón còn lại. Nhưng với cái cây này, với cái chảy dây huyệt này thì các bạn làm hết sức nhẹ nhàng và các bạn thư giãn được rất nhiều, đỡ được rất nhiều sức cho người làm trị liệu. Ta cầm cái chảy này và ta đẩy, ngay cả cái thế cầm và hai cái đầu này, đầu nhỏ có thể làm trên mặt và làm những cái vùng mà nhỏ chi tiết, còn cái phần đầu to này thì ta có thể làm dùng để chấm cao, đánh dầu củ là, và ta đẩy những cái vùng mà rộng hơn. Đấy, hai cái vùng này làm tương tự như nhau, chỉ là tùy cái vùng ta tác động thôi. Đấy, những cái nơi mà cần nhỏ thì làm nhỏ, những cái vùng da mà rộng thì ta dùng đầu to. Thì khi ta tìm được cái điểm đau xong thì ta dùng cái cây xương cá này này, ví dụ đây là cái phần cổ gáy của các bạn nhé, ta ủi cái điểm đau đi, nhẹ nhàng thôi, không ấn, chỉ đặt trên da và đẩy đi. Thì cái cây xương cá này là cái dụng cụ mà ủi điểm đau, ủi sinh huyệt ở trên cơ thể rất là tuyệt vời. Còn xương cá nhỏ thì giúp các bạn ủi sinh huyệt ở trên da mặt, ở trên mặt này, ở những cái vùng nhỏ, hoặc là ủi ở chỗ phần ngón tay này này, phần ngón tay. Khi các bạn kiểm tra lại sau khi ủi, ấn lại mà hết đau đấy, thì là mỗi một lần điều trị như thế, kiểm tra lại cái vị trí bị bệnh này này, là nó ứng liền, là trên này hết đau thì ngay chỗ bị bệnh cũng hết đau. Đó là cái tính chất cực kỳ là lạ của cái phương pháp điều khiển liệu pháp này, điều khiển từ xa. Đấy, đau chỗ này nhưng mà lại chữa chỗ kia, không chữa ngay gần đó. Đấy là một cái điều đặc trưng. Rồi ta đến một cái những cái dụng cụ, những cái dụng cụ mà tương tự nhau mà nó có cùng chung cái tính năng, cái kỹ thuật là kỹ thuật lăn. Ở đây ta có kỹ thuật lăn thì ta có cây lăn đinh đôi nhỏ này. Lăn đinh đôi em. Lăn đinh đôi nhỏ này, rồi lăn cầu gai đôi nhỏ này. Đấy, rồi lăn đồng sừng láng này. Đây là cây lăn sừng trung này. Đúng không ạ? Trong này có rất nhiều cây lăn thì các bạn thấy không? Nó đều bắt đầu bằng chữ lăn ấy. Thì những cái dụng cụ lăn này thì nó các bạn chỉ cần nắm được là cây nào mang tính chất gì. Thì những cái cây này giống nhau nhé, mặc dù giống nhau về hình thức, giống nhau về tác dụng ấy, nhưng mà có một số trường hợp thì ta cần cái cây này lăn sâu hơn. Ok các bạn, cây lăn sừng trung này khi mà lăn trên mặt ấy, nó khác với cây này. Hai cây này mặc dù đều là lăn dương, lăn thuộc dương, đều tức là đều làm ấm nóng và làm săn da, chắc thịt, làm săn cơ, nó còn làm giảm béo và giảm mỡ của toàn thân, làm thon gọn như cái vùng da mặt của mình. Những người nào mà da ở đây mà trùng và nhão và sệ da mặt ấy, thì ta có thể dùng cái lăn sừng này mình giới thiệu tiếp với các bạn nhé. Đó là cái phần cây lăn, các bạn nhìn ở đây này, thì có những cái cây lăn như thế này này, lăn cầu đinh đôi lớn, lăn cầu đinh đôi nhỏ, bởi vì mình có lăn cầu gai đôi lớn, lăn cầu đinh đôi lớn, đôi nhỏ, lăn trên mặt, cái này là lăn lớn, lăn ở lưng. Những cái loại này thì để làm tan mỡ, làm giảm đau, làm lưu thông máu huyết. Còn những cái lăn này thì lăn nhỏ, lăn trên mặt. Hai cây này tuy giống mà lại khác. Khác ở chỗ cái này lăn êm hơn, và cái bản nó rộng, đi nó không làm các bạn cảm thấy có bất kỳ đi trở ngại gì cả, ta cứ thế lăn thôi, đúng không ạ? Đấy, những cái lăn như thế này nó cùng mang cái tính năng như nhau như mình vừa mới nói. Còn cái lăn này thì các bạn đi các bạn sẽ thấy là nó đi sâu hơn, hai cái quả này, cái đinh của nó cũng sắc và bén hơn, đi nó sâu hơn trên da, nó có cái tác động sâu hơn nhé. Những cái vùng như là cung mày này, khi các bạn đi thì nó sẽ ôm cả trên cả dưới, thì cái cung mày này phản chiếu của cuộc sống. Thì các bạn khi các bạn đi cái cây lăn trên này giống như nó ôm lấy hai bên cuộc sống ấy. Để ta
nó giúp ta hỗ trợ trong các cái vấn đề về các bạn chữa những cái vấn đề về lưng hoặc là thoái hóa cột sống ấy, thì ta dùng những cái này hoặc là đau lưng á, dùng cái này. Bây giờ đến phần con bọ ha. Vừa nãy nói với các bạn cái phần cào thì cây này con bọ nhỏ này, này với lại cái lược này ta cũng có thể dùng để cào ha, thay cho cái cây cào mà ta vừa giới thiệu các bạn đó. Cây này thì ta có cái này có thể giới thiệu thêm, hoặc là con bọ này các bạn cũng có thể đi trên toán mộ trên da đầu. Đó, mộ trên da đầu. Ngoài ra thì nó có thể là cổ gáy vai nữa, làm rất nhiều nơi. Và cái dụng cụ của con bọ này nó làm cũng làm tan tiêu và làm thông những cái chỗ ứ tắc nghẽn ngẹt đi và làm giảm đau nữa. Hầu hết các cái dụng cụ của thánh trận đều có cái tính năng như thế, nó chỉ khác một số là có một số dụng cụ thì chỉ làm trên mặt, có một số có một, những cái loại dụng cụ làm ở dưới cơ thể, những cái vùng da rộng hơn, lớn hơn. Đó. Còn cái bàn chải tiên đồng láng nhỏ này nữa, thì cây này thì các bạn cũng rất hay dùng vì nó là một trong những phần những dụng cụ không thể thiếu của dụng cụ làm đẹp. Một đầu thì để làm gì ạ? Làm sạch. Còn một đầu này làm sạch nhá, ta dùng cùng với dầu dừa lô hội này. Đấy, ta làm tận tách này, làm sạch. Còn cái đầu này để ta thay cho giống như nước hoa hồng á, lotion đấy, hoa hồng á, ta lăn cho nó se khít lỗ chân lông sau khi ta đã rửa sạch mặt, sau khi ta đã làm các cái bước làm sạch rồi cho các cái dưỡng chất đi vào sâu trong da, thì ta làm tiếp đến cái phần lăn đầu này để ta lăn cho nó giống như là đóng lại cái thao tác cuối cùng lúc cho da mình đóng lại. Đấy. Các cái phần dưỡng chất đã được đưa vào rồi thì để xe khít lỗ chân lông lại. Đấy. Giống như ta đóng hết lại, đóng. Thì đây là phần lăn đầu. Cái cây này chắc chắn là không thể thiếu đối với những các bạn nữ. Các bạn nam thì cũng cần đúng không ạ? Cái cây búa. Giới thiệu với các bạn cái cây búa, búa lớn, dụng cụ số 15 á. Cây búa này thì nổi tiếng để chữa phần về, các bạn thấy là nó cũng to nữa, những cái phần và lưng, cổ, gáy, vai và nhất là bị tê, muốt, đau ấy, thì ta dùng ta đập nhẹ như thế này. Dùng thần kinh tọa nữa, hai bên mông nữa. Có những trường hợp mà chỉ dùng một dụng cụ này thôi. Đấy, ta gõ đủ 30-40 cái mỗi một ngày, ngay trên cái phần mà thần kinh tọa, phần bỏ sau hông này. Và ta gõ thật là hết sức nhẹ nhàng thì nó có hai đầu như vậy, đầu âm và đầu dương. Thì ta gõ trực tiếp trên cái người bị đau á, thì ta kiểm tra xem là cái đầu nào mà phù hợp, tức là khiến cho ta cảm thấy dễ chịu ở ngay những cái đập đầu tiên thì ta sẽ dùng cái đầu đó. Ta dùng đầu đó. Còn hôm sau ví dụ các bạn dùng và các bạn đầu này các bạn gõ lên các bạn thấy nó không còn đau nhiều như thế, tức là bệnh mình bớt đi rồi, thì ta có thể đổi sang đầu khác, đầu còn lại. Thì cứ một trong hai cái đầu này ta thay đổi, ta không cần phải biết quá nắm, ta không biết được quá rõ ràng là cái nào là âm, cái nào là dương, mình dùng cái đầu nào thì ta cứ thế ta dùng trực tiếp ở trên thịt của mình, trên da của mình và ta cảm nhận xem đầu nào mà ta thấy cho ta cái cảm giác dễ chịu hơn thì ta dùng cái đầu dụng cụ đó. Đấy, nó có thể đúng cho cái thời điểm đó, nó có thể không đúng cho cái ngày sau, hôm sau, thì ta cứ thế ta thay đổi tùy linh động ha. Đây là những dụng cụ mà giúp các bạn lăn trên toàn bộ. Cái phần cánh tay, phần cẳng chân, phần bụng, hai cái dụng cụ này, hai dụng cụ làm giảm mỡ, giảm béo, cái bản lăn nó rất là rộng, nó nhanh, kích thích lưu thông máu huyết, làm ấm nóng nhanh nữa. Cái này làm tan, làm tiêu, cái này làm co, làm săn. Đấy là hai dụng cụ âm dương. Lăn này là lăn quẹt gai, lăn này là lăn quẹt đinh, hai cái này đều rất là cần. Các bạn có thể dùng thêm một cái dụng cụ nữa là cái dụng cụ lăn ba trục. Thì cái lăn này cũng là cái lăn mà tính năng của nó giống như cái này, nhưng mà nó là ba cái trục nối liền nhau, tức là các bạn một lần lăn thế này thì cái độ nóng và độ lưu thông của nó còn mạnh gấp ba, nó to hơn mà. Cái nữa nhá là còn cái dụng cụ cuối cùng lăn đồng láng chung và cái sâu chìa khóa, hai cái này thì cái lăn đồng láng này có giúp các bạn làm hạ nhiệt, có thể là làm giảm sốt, đang sốt chẳng hạn, ta cũng có thể dùng cái lăn láng đồng láng này, bởi vì cái dụng cụ đồng thì nó có tính năng đặc trưng là làm mát mà. Thì khi mình dùng lăn đồng, toàn bộ cái khu vực trán, má, cái khu vực là nách này, há quẹt này, người ta dùng cái lăn đó để ta làm hạ nhiệt bên ngoài, đấy rất là nhanh.
làm láng, làm đẹp da nữa, đúng không ạ? Với những người mà bị mụn nhiều á. Rồi cái sâu chìa khóa là cái dụng cụ cuối cùng. Sâu chìa khóa thì nó có 5 cái món dụng cụ cơ bản nhất. Thì vì sao mà mình đưa cái năm cái bộ dụng cụ chìa khóa này vào cái bộ cơ bản này? Bởi vì các bạn có những cái bộ rời rồi, nhưng mà các bạn thường xuyên là di chuyển hoặc là đi đâu đó. Thì trên đường chúng ta đi làm rồi, chúng ta có cái bộ sâu chìa khóa gồm có 5 cái dụng cụ cơ bản nhất, gồm có giò, có dây, đấy, có lăn đầu làm mát, đấy, có lăn sừng làm ấm nóng, đấy, có tất cả những cái đầu nhỏ nhỏ đó để ta có thể móc vào chìa khóa, ta có thể bỏ túi, ta có thể đi đâu nó cũng có một bộ cơ bản nó đi theo mình. Vì thế mà mình thêm cái bộ sâu chìa khóa này vào trong cái bộ dụng cụ cơ bản. Mình vừa mới hướng dẫn với các bạn một cái bộ dụng cụ cơ bản nhất, những cái kỹ thuật mà cũng là cái kỹ thuật mà thường dùng nhất trong môn diện trận, giúp các bạn có thể là hình dung được phần nào đó về những cái dụng cụ mà mình cần có. Những cái bài sau, ví dụ thứ ba tuần sau thì mình sẽ giới thiệu với các bạn chi tiết cách mà các bạn sử dụng từng cái dụng cụ này một, làm sao cho nó hiệu quả nhất. Hy vọng là hẹn gặp lại các bạn trong chương trình thứ ba hàng tuần vào lúc 2 giờ chiều trên kênh Diện Trần Online. Chúc các bạn vui vẻ, một ngày vui vẻ, và các bạn thấy cái video clip hướng dẫn này hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại.